Xin được kính chào quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sơn Nguyễn Ô tô Hà Nội. Nếu anh chị có thông tin mua bán thì có thể liên hệ với mình qua số hotline nhé. Và để được cập nhật thông tin mua bán hàng ngày thì anh chị em mình có thể bấm nút like và đăng ký kênh. Cảm ơn anh chị em và các bạn rất là nhiều. Và xin giới thiệu với anh chị em và các bạn, bên mình hôm nay về một chiếc Fortuner đời 2019, xe rất là hot, bản 2.4 dầu nhé. Xe rất là tiết kiệm nhiên liệu nhé, màu trắng ngọc trai, xe rất là đẹp. Các giải ca lăng này đã được độ rồi nhé. Xe máy dầu anh chị em các bạn nhé, lỗ hơi to một chút nhưng mà nó rất là tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ. Đấy. Hộp số 6 cấp mâm 17 inch nhé, xe rất là đẹp. Sau đây mình sẽ review quanh xe cho anh chị em và các bạn cùng xem nhé. Cảm ơn anh. Trước mặt anh chị em và các bạn mình đây là một chiếc Fortuner đời 2019 rất là hot, màu trắng ngọc trai. Xe có hộp số 6 cấp nhé, vành 17 inch rất là đẹp, vành đa chấu. Động cơ rất là khỏe. Đấy. Động cơ 2.4 dầu nhé anh chị em và các bạn. Các giải ca lăng đằng trước này nhé, màu mạ chrome trắng bóng này đã được lên. Máy dầu thì nó hơi ồn nhưng mà nó rất là tiết kiệm nhiên liệu. Vẫn là các đèn, các chi tiết đèn giải ca lăng đằng trước rất là khỏe khoắn. Đấy, ba giải ca lăng trải dọc rất là đẹp. Đèn hệ chiếu xa projector nhé. Đèn gầm sương mù này cũng rất là đẹp, được bọc hết mạ chrome rồi. Đấy. Xin mời quý anh chị em và các bạn mình cùng vào bên khoang lái sẽ có cái gì về chiếc xe Fortuner đời 2019 nguyên bản này nhé. Bốn lốp còn theo xe, dày bịch nhé. Xe chỉ đi có hơn 4 vạn thôi, còn rất là đẹp anh chị em các bạn nhé. Sẽ dự định trong vài ngày tới chiếc xe này sẽ bay và sẽ được bán nhanh thôi. Mâm đa chấu này, rất là đẹp. Vành 17 inch nhé. Lốp, 4 lốp dày bịch theo xe. Để quan tâm một chiếc xe ô tô cũ đã qua sử dụng thì anh chị em mình sẽ phải quan tâm nhất là những cái gì. Giấy tờ có đảm bảo không? Xe có bị đâm đụng, có bị ngập nước không? Thì tất cả các chi tiết đấy được bên mình cam kết trên giấy tờ 100% anh chị em các bạn nhé. Tất cả còn zin nguyên bản theo xe nhé. Mình sẽ vào khoang lái xem nó có cái gì. Ghế điện hai bên anh chị em các bạn nhé. Ghế chỉnh điện hai bên ở khoang lái nhé. Màn hình Z-Tech, màn hình này thì màn hình đã lên rồi nhé. Tất cả các chi tiết còn rất mới, tắp nô tắp ly gần như mới hết anh chị em và các bạn nhé. Xe chỉ có chạy hơn 4 vạn thôi. Đấy. Chỉ có hơn 4 vạn thôi nhé. Mặt đồng hồ đôi, vô lăng 3 chấu. Động cơ cực đại lên đến moment xoắn cực đại lên đến 120 mã lực nhé. Cần số thì vẫn là cần số kiểu kéo tay thôi. Đấy. Các hộp số tự động này. Thiết kế các hộp nước này rất là khéo léo này. Điều hòa và các chi tiết khác vẫn là chỉnh cơ anh chị em các bạn nhé. Có màn hình DVD tích hợp này, Bluetooth này. Điều hòa hai dàn độc lập. Rất là mát, mát rất là sâu nhé. Loa hai bố trí được hai bên này. Đấy. Mời anh chị em và các bạn cùng sang khoang đằng sau xem nó có cái gì. Đó, chi tiết của chiếc Fortuner đời 2019. Điều hòa hai dàn độc lập, ba dàn độc lập đấy trên đầu. Điều chỉnh trên đây nhé. Hàng ghế sau thì rất là rộng, rất là thoải mái. Tất cả các chi tiết này cũng được mạ chrome, mạ ốp xăng nhé. Rất là đẹp. Cốp thì rộng miên man này. Khi mình gặp hai cái ghế này, rất là rộng, rất là đẹp. Hai cảm biến sau nhé. Nói chung là xe rất là đẹp. Mời anh chị em và các bạn cùng qua xem xe nhé. Xin cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem video của mình nhé. Mình xin được báo giá chiếc xe đời 2019 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo nhé. 1.025.000.000 giá còn có thể thương lượng nhé. Vào thời điểm mà anh chị em mua ấy thì nó dao động đâu đó khoảng 1.3 là lăn bánh. Thì bây giờ anh chị em mình đã giảm được gần 300 triệu. Thì tội gì không phải không mua nhỉ? Có thể gọi cho mình để được giá tốt nhất. Cảm ơn anh chị em các bạn rất là nhiều ạ.